Chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Hôm nay mình tiếp tục ra video để chia sẻ cho anh em. Nội dung trong video này mình chia sẻ cho anh em là một cái app hoán đổi được cái khuôn mặt của những bức ảnh nghe anh em. Có hai vấn đề mình chia sẻ cho anh em nè. Thứ nhất là ảnh tự chọn của anh em. Và thứ hai là ảnh trong thư viện của cái app luôn. Có rất là nhiều cái khuôn mặt của ca sĩ nè, diễn viên nè. Có cả Donald Trump, Tổng thống Mỹ. Có cả Hitler luôn. Có cả là Michael Jackson hoặc là Sơn Tùng và có rất là nhiều mẫu khác nữa nghe anh em. Để biết app này là app nào, mời anh em theo dõi tiếp video này của mình. Mình đang chia sẻ cho anh em trên điện thoại hệ điều hành Android nghe anh em. Bây giờ anh em vào cửa hàng sách lay tải cho mình cái ứng dụng này, Play App. Cài đặt xong rồi, bây giờ bắt đầu mở cái ứng dụng lên nghe anh em. Anh em chọn Net nè. Net luôn. Chọn là Let's Get Tha. Giao diện của nó nghe anh em. Ở đây có chụp ảnh nè, có thư viện nè. Bây giờ mình chọn ảnh có sẵn nghe anh em. Anh em nhấn vào đây. Bây giờ chọn ảnh để bắt đầu hoán đổi nè. Chọn ảnh này. Xong rồi anh em tìm đúng cái chữ Fade Warp. Rồi chọn More Film. Chọn tiếp là Peace Room Reality để lấy ảnh hoán đổi nghe anh em. Bây giờ mình lấy ảnh này. Khuôn mặt đã được hoán đổi. Bấm vào cái Reverse này để hoán đổi cái bức ảnh còn lại nghe anh em. Ảnh còn lại đã được hoán đổi nghe anh em. Chọn Save để lưu nè. Rồi lùi lại chọn Save ở đây để lưu luôn. Mình sẽ thao tác thêm một ảnh nữa để anh em nhìn rõ nè. Vừa rồi mình hướng dẫn cho anh em cách hoán đổi những bức ảnh tự chọn. Bây giờ mình hướng dẫn anh em cách hoán đổi ảnh theo mẫu có sẵn nghe anh em. Anh em chọn chỗ này. Ở đây có rất là nhiều mẫu, nhưng người ta không có để ảnh, chỉ để cái chữ ở đây. Anh em tìm hiểu rồi chọn vào. Những chữ ở đây nè, có theo từng chủ đề luôn nghe anh em. Anh em thích cái nào thì chọn cái đó. Bây giờ mình làm một vài mẫu cho anh em xem. Chọn cầu thủ Neymar đi. Chọn ảnh xong anh em chọn USA ở đây. Tìm chữ Fade Warp rồi chọn. Chọn More Film nè. Chọn Beach Room Reality. Chọn ảnh của mình đi. Đã được hoán đổi nghe anh em. Tiếp tục nhấn vào Reverse. Muốn lưu thì mình chọn Save là xong. Bây giờ mình làm thêm một mẫu nữa để anh em rõ hơn nè. We'll be right back.
Làm xong hết rồi, lưu rồi luôn. Bây giờ mình tìm cái thư mục lưu những cái bức ảnh của mình tạo nè. Nằm mở thư mục file app luôn nghe anh em. Nội dung đến đây đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy thích nhớ like, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.